Thưa quý vị, trong nỗ lực đa dạng hóa các hoạt động hè cho thiếu nhi, Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều sân chơi kỹ năng bổ ích, trong đó có các sân chơi về tiếng Anh nhằm tạo cơ hội giao lưu, rèn luyện và thúc đẩy phong trào học tiếng Anh, hội nhập quốc tế trong thanh thiếu nhi. Một ngày hội tiếng Anh do Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng tổ chức. Với các phần thi sôi nổi, thú vị và đầy hứng khởi, như thi rung chuông vàng, tìm hiểu kiến thức bằng tiếng Anh và phần thi tranh biện, ngày hội đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố tham gia. Con cảm thấy là rất là vui và học được nhiều kiến thức bổ ích. Dịp hè năm nay, rất nhiều cuộc thi sân chơi tiếng Anh miễn phí đã được Hội đồng đội thành phố tổ chức, với tinh thần phát huy vai trò của tổ chức đoàn, đội trong xây dựng các sân chơi, hỗ trợ thiếu nhi rèn luyện và phát huy các kỹ năng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, tạo môi trường học tập, giao tiếp, giúp các em phát huy tư duy sáng tạo, tích cực, chủ động, tự tin trong sử dụng tiếng Anh. Con mong muốn là sẽ tham gia được nhiều cái lớp học tiếng Anh và những sân chơi tiếng Anh trong mùa hè này. Con rất thích sân chơi này của các cô chú. Thành đoàn Hội đồng đội thành phố đã phối hợp với các trung tâm Anh ngữ trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng tổ chức rất nhiều các sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em nhằm phát triển kỹ năng tiếng Anh trong các em thiếu nhi trên địa bàn của thành phố để cho các em hội nhập sau này được tốt hơn. Tiếp tục cụ thể hóa đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam do Trung ương đoàn phát động, thời gian đến, thành đoàn Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đa dạng hóa các chương trình rèn luyện, nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi địa phương theo hướng tạo môi trường thực hành sử dụng tiếng Anh thông qua những trải nghiệm thực tế một cách sinh động, thú vị. Từ đó khuyến khích tinh thần chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ tiếng Anh và kỹ năng hội nhập quốc tế trong thanh thiếu nhi.